nhỉ? Ôi, làm sao nhỉ? Ôi, quần này làm sao nhỉ? Ôi, ôi. Ôi, 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 này, 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 đừng có thấy con gái em làm hơn nhá. Nó chạy đâu nhỉ? Không hiểu vấn đề gì nhỉ? Đây, kéo phát nó lên mà nó tát cho phát, không hiểu được kiểu gì luôn. Có làm sao? Xem có làm sao? Không, không có gì. Phải cất gọn ra vào. Giống như đây kiểu đấy nhỉ? Rồi. Hả? Đồ đạc nó vẫn vứt đây mà. Đây, trước đây có. Đây. Cái túi bóng nó đang làm gì đây? Ai biết được cái gì? Ồ. Ở đây nó có ấy này. Đi ra xem cái gì. Đây khối điện thoại đây. Còn đấy điện thoại nó vẫn vứt ở đây đây. Con này nó đi tự tử mà nó nhảy xuống nó tự tử mà kéo nó lên mà phát ra nó. Nó tát cho thằng mình không hiểu kiểu gì luôn. Nó chạy đâu ấy. Chạy tiếp trên kia rồi kìa. Thế nó ấy rồi chán bất cần đòi không? Ai biết được. Sao lại khổ thế không biết. Cô người yêu đá không có thằng này có thằng khác hay sao rồi lại đi nghỉ quẩn này chết. Ừ, kinh. Tự nhiên thấy nó nhảy cái đùm phát xuống thôi ấy thu đồ đạc đi xem đi lên trên kia xem là như thế nào. Ô, ông nhìn xem còn chiếc dép của tôi ở đâu ấy. Nhưng mà điện thoại thì vứt đây nó có không biết nó có xuống không nhỉ. Nhìn xem chiếc dép của tôi đâu ấy. Ông thiên hạ mất dép rồi. Hay là xuống dưới đấy nhỉ? Hay là lúc mình nhảy xuống đấy là rơi cả dép dưới đấy. À đây. Đây đồ mình đây. Ôi giời. Đây ông cầm đồ. Nhưng mà đồ đạc nó vứt đây không biết nó chạy đi đâu. Hả? Không biết là nó chạy đi đâu. Nó có quay lại không? Chắc gì nó lại quay lại. Hay nó đi tìm chỗ khác ấy. Thế phải đi vòng lên trên kia xem. Thật nó lại đi ấy. Ông cầm cả điện thoại này tí nó có thấy nó chỗ nào thì mình đưa điện thoại nó. Cái đồ ấy cầm đi này. Nó lại còn lấy cái gì lá liếc cái gì. Thấy con lá neo đi điện thoại thôi. Đi. Đi. Đi vòng lên trên kia này. Chắc là gọi theo mình nghĩ chắc là yêu đương nào đá chắc là còn nghĩ đi trong này cũng hết. Mà sao nó lại đi tất cả các này làm gì? Nó đâu. Hay lại chạy ra bờ hồ đằng kia nó nhảy lại xuống đấy rồi chết. Hay là mình đi dọc ra đường này đi sao. Đi dọc ra đường này. Đâu ra đằng này xem à, được cái dọc đây xem. Đây lớp cỏ. Thì như có lớp cỏ ở đây. Đúng này đúng không? Đúng rồi. Đi lên theo cái lớp cỏ. Đây đúng không? Đây lớp cỏ này. Đây. Đây kìa. Nhìn thấy chưa? Nhìn thấy cỏ ở kìa đây này. Đây. Đấy, đi vòng. Nó nhảy ấy. Lại ra chỗ khác nó nhảy không? Đi cho mình đi theo lớp cỏ này xem nào. Ui. Đây này. Có lốt đây này. Có lốt đây này. Đấy, đúng rồi. Chạy đâu nhỉ? Lên bước đây. Làm gì ơi? Cái gì em ơi? Mày đã đổ
cái quần này bị làm sao nhỉ? Làm sao nhỉ? Cái quần này làm sao nhỉ? Ôi trời. Ôi, đứng em ơi, đứng em ơi. Ê, 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 này, này. Này. Đừng có thấy con gái em làm hơn nhá. Thế tại sao các anh làm gì dưới hồ kia? Thấy nhảy xuống hồ từ từ, nhảy xuống cứu chứ có làm gì đâu. Các anh đưa đồ cho em. Có làm gì đâu, đây, điện thoại đây đây. Đấy, vẫn còn nguyên đấy. Này. Đừng có thấy con gái em làm hơn nhá. Tôi đang như đang lành thì anh có làm gì đâu. Đang đi đây thấy tự nhiên là nhảy xuống hồ, tưởng tự tử thì xuống cứu chứ làm sao. Em đâu có tự tử, em đánh rơi cái liềm em xuống em lấy mà. Đánh rơi cái liềm mà tự dưng lại nhảy phát xuống xong là bọn đấy, lúc đầu đã nhìn thấy rồi. Bọn em đây đi vào đây nhìn thấy chị đấy tưởng là đàn bà con gái thất tình thất tiếc gì thì nhảy xuống đấy tự tử thì đại nó chạy ra nó cứu, làm ơn bác oan. Đúng rồi, làm ơn bác oan luôn. Anh đại, anh đại TV. Đúng rồi, anh là đại. Vậy? Nhưng mà em bỏ cây xuống anh. Anh có biết em là ai đâu, tự dưng là thấy ở ngoài bờ hồ kia xong rồi nhảy xuống. Anh ơi, em đi hai lá đi, cái liệp của em rơi. Cái này lá của em này. Em hai lá về cắm hoa ấy. Em bán hoa. À. Thế nhưng mà anh, em ở đâu? Sao lại biết anh? Em ở gần đây, em cách đây mấy cây thôi. Em hay vào rừng hoa ấy, rừng lan ấy. À. Thế nhưng mà làm sao mà vừa đây anh nhìn thấy cứ thẫn thờ xong một lúc sau thì nhảy ụt phát xuống. Bọn em đây đi rừng đây thấy hai em đang hái cái cây tơ hồng kia. Về nhìn thấy thẫn thờ ở góc kia mình lại tưởng ấy tự tử ấy. Vì ở trong rừng ấy đôi khi là em cũng sợ ấy nên là em cũng hay đề phòng. Thôi xin lỗi hai anh nhá. Đây em đi hái lá cây. Có thật đi hái lá cây không hay là tự tử hay là như nào ấy, ai biết đâu được. Này gái, anh nhìn thấy em giống người tự tử ạ. Thì biết đâu thì lúc đấy nhảy xuống thì anh có biết đâu. Thôi bắt tay cái làm quen nào. Thế là như... bỏ que ra chị ơi. Không, em cũng phải đề phòng anh. Thôi em cũng bỏ que ra. Anh nói chung là anh đi lấy cây lấy cối thì có ấy gì đâu. thấy tự dưng là có bóng cô gái xong lại đứng ở rìa bờ hồ xong rồi nhảy mình xuống. Vừa mới nhảy xuống kéo lên thì lại bị ăn mấy phát đấm, mấy phát tát ở mặt này. Khổ, em đi hai cái lá này về cắm hoa với em đi tìm cho mẹ em một ít cây mẹ em bị tiểu đường. À. Thì anh có cái thuốc tiểu đường thì anh giới thiệu giúp em nhé. À, lá cây tiểu đường gì? Vâng ạ. Em nhìn thấy bờ suối kia, thế là em thấy nhìn nó cái cây giống như cây tiểu đường ấy. Đây này, em cũng là đi lấy cây thuốc, vâng, cây chủ lấy cả cái này nữa à? Vâng, em thấy chủ cái này để em cắm hoa với em lấy cái thuốc. Ui giời. Thế là hóa ra là mình bị ăn vả nhầm. Sorry nhé, bắt tay một cái. Thôi không vấn đề gì, nói chung là không vấn đề gì. Anh thấy thì căn bản là từ dưng lại thấy nhảy xuống nước đây là ai biết đâu được. Cứ tưởng là tự tử hay là... Thấy một mình này đàn bà con gái đi ra chỗ bờ hồ ấy này. Không, em thường có toàn đi hai lá cây thường xuyên mà, em vào rừng đấy suốt. Ừ. Vâng. Thôi ấy đi về thôi. Vâng. Làm anh cũng hứa hồn. Thế nhưng mà em làm sao em lại đánh anh xong rồi lại chạy đi xong cầm cây cầm gậy làm gì? Không, em phải đề phòng chứ anh. Mình có thân con gái. À. Vào rừng là phải đề phòng chứ. Thế này em nghĩ được bọn anh. Vâng, anh thế nên tôi bảo rồi làm ơn mạng quán rồi, cứ bảo là tôi bảo rồi cứ để suối gạo xong rồi vớt lên cũng được mà. Em nghĩ hai ông ấu dâm nào cơ. Ui giời. Lại nghĩ hoàn người đúng rồi. Đúng rồi, các cũng có câu là làm ơn mắc oán này. Thôi không vấn đề gì, nó hiểu nhầm thôi, không vấn đề gì. Thôi thế đi về vâng. Đây anh cũng đi làm đây. Vâng, đi. Em chào hai anh. Ừ. Có việc gì không ạ? Vã có việc gì không? Không. Nó đạp phát rồi chạy thế nhưng mà không có cái gì. Không. À, không vấn đề gì. À, không vấn đề, thế là được rồi. Ừ. Thế nhưng mà bây giờ em đi một mình hay đi với ai? Em đi một mình thôi. Thế thì bây giờ còn đi lấy nữa không hay đi về? Ờ. À. Thôi được rồi. Úi giời. Tại ông Ngọc ấy. Tại ông ấy. Tôi bảo để in, nếu mà như tôi cứ để suối gạo vớt lên để làm ơn mặc oán. Thế
thế lúc đấy nó nhảy xuống chẳng nhẽ lại đánh. Mà là trong nó đi nó kiểu đờ đờ đẫn đẫn trong như kiểu ấy. Bây giờ tôi hỏi ông bây giờ nếu mà nhìn như thế là cứ để cho nó chết xong là mới ấy à? Không phải, nó chìm nghĩ mình vớt lên lúc đấy cũng chưa chết được ngay rồi mà. Nhưng mà nó phải nhanh kịp thời chứ, chẳng nhẽ bây giờ lại thì ai lại biết nó, ai nghĩ giống nhanh như mình đâu. Có lại thôi dù sao cũng làm bài học mày mày đâu mình cây cây kia cái nắm lá tơ hồng cái đâu để ra cho thôi. Nó gọi gì nữa? Cái gì em ơi? Anh còn đi lấy cây nữa mà. Anh chưa về. Ơ nhưng mà một mình con gái đi vào trong rừng này mà không đi cùng với ai nó cũng nguy hiểm ấy chứ. Vâng, em đi quen rồi anh ạ. Úi giời. Em mình đi đâu phải hai thằng. Phòng thân như con gái thì bây giờ đi vào rừng thế này, ví dụ như mà gặp với thằng nào nó to khỏe nó. Ôi đại đi, lấy ra kia ôm máy đi hả? Ôm máy xong rồi mình đi ra đằng kia mình bốc luôn hết lên đi. Đây này, em thấy đằng kia có người kìa. Ở đây thì vẫn có người, nói chung là vẫn có người, nhưng mà cái khu vực này là bỏ hoang đây, đến cái khi mà ví dụ như xảy ra việc gì thì làm sao mà ấy được. Nó cũng nhanh lắm chứ không phải là lâu đâu. Nhưng mà trong này có nhiều cây thuốc anh ạ. Một con gái hoặc là đi và đi đâu rồi đi thì đi có người khác và đi cùng chứ. Anh có hay lên rừng hái măng không? Anh vẫn đi. Mấy hôm nay mưa này thế này nhưng bọn anh không đi thôi. Em cũng thường xuyên. Bọn anh tranh thủ làm ở gần nhà. Em cũng thường xuyên lên rừng hái măng á. Cũng đi lên rừng hái măng á? Có ạ. À. Em hay đi rừng à? Em hay đi rừng Yên Tử đó. Anh à, cũng đi rừng Yên Tử à? Vâng. Anh hái được măng ấy thì nếu như mà không bán được thì đưa em bán đi nhá. Ở đây có gì hay quá. Vâng. Em đi chợ à? Em có ạ. À, đi cả chợ đó. Đấy, đi hay quá. Mấy con gì đâu, ví dụ anh lấy được thì để em bán này. Vâng. Thôi, có hai anh người em bắt cây được rồi ấy nhỉ. Đấy thì nói chung, nhưng mà làm sao em cứ theo dõi anh à? Em yên tâm thì em bắt cây. Còn không yên tâm em vẫn cần cây. Nhưng mà em cũng theo dõi bọn anh trên YouTube tí. Có, em có anh. Em còn biết cả anh Quỳnh nữa mà. À. Anh Quỳnh cũng biết em ấy à. Như nãy là em không nhận ra vì lúc nãy là em chưa kịp nhìn ấy. Biết anh Quỳnh á? Có, em biết anh Quỳnh. À. Thế có biết anh này không? Có, em biết luôn. Đấy thì bọn anh chỉ cứ chân đất bắt chết rồi đi trên rừng đi biết cái thôi chứ có làm gì đâu. Nhiều lúc là gặp cái trường hợp này, cái tự dưng con gái anh đứa lững thững ở đây phát được nhảy bột phát xuống đây tưởng là bây giờ là em bắt đèn hai anh nhá. Bắt đèn em gì? Chưa kịp lấy đồ của em lên thì đã chỉnh. À dưới này có con dao đấy nhỉ? Vâng, thì thôi không lấy thì anh ạ, bỏ đi lại xuống ngoài lại xuống đây thì anh lấy có vấn đề gì đâu mà. Thôi anh ạ, nó rơi ở đâu xa. Từ ra mỏ đấy rồi đằng kia như nãy là em quấy thì không biết là nó trôi tận đâu. Ui, ở chỗ này nó dốc dốc này, không biết rồi. Là nó có trượt rơi đây không? Dao kia sâu lắm đấy đại ạ. Hôm nay trời mưa anh ơi. Dao này mà nó rơi xuống nước là nó liệng. Vâng. Thôi tí tặng hộ em cái liệng. Có thấy không? Chưa thấy. Có cần phải hai người mò không? Ui, quả đấy may nhỉ. Quả đấy mà em cầm dao chắc là khả năng là mình em xiên cũng, anh ạ. Cũng lìa luôn một số thứ ấy. Nói chung là trong cái rủi có mày đúng không? Dao nó chiềng đi thì không ấy. Em đang lặn xuống là chuẩn bị với rồi cái. Xong ai tấm em lôi em lên. Ai biết đâu. Không thấy à? Mò ra xem dao kia sâu thì chắc gì nữa con. Sâu mà, đấy, nếu mà không ấy thì thôi về mua con khác lại ạ. Thế anh ơi thôi, em cảm ơn nhé. Rồi biết đâu mò. Ở đoạn đấy, lúc nãy hình như ở đoạn đấy sao ấy. Dạ. Thì chắc nó cũng quanh quẩn ở khu vực này thôi. Tìm một lúc ấy là được mà. Em lấy được nhiều chưa? Em mới hái được một ít ạ.
Ui, mất khoảng tầm bao nhiêu phút mới mò là con dao. Nó liệng thế mà nó liệng ra cái kinh khủng khiếp nhỉ. Mãi mới hơi bị được đấy. Thì cũng phải tìm lâu thế, nó xe pháo em để đâu? Dạ em để đằng kia ạ. À để đằng kia. Thôi. Anh bây giờ anh thôi, bây giờ nó cũng buồn rồi, bây giờ cũng đi về thôi. Dạ vâng. Ừ. Nhà anh thì ở ngay đây thôi, nên đi xuống qua cái đập này đi vòng nó cũng chỉ còn mấy trăm mét. Em đi buôn thì nhà anh có quả gì hoặc có cái gì vườn rừng vườn gì thì em vào em thu mua nhé. Ồ thế thì hay quá. Em buôn nhãn, buôn na, buôn vải, buôn tất cả các loại hoa quả nhé. À gọi là cũng đi là thương lái hoa quả. Vâng. Thế được rồi. Thế này hợp quá, nhà mình đầy nhãn này. Anh đang có nhãn rồi. Nhãn này là có cái gì nhỉ? Có chày đầy đây. Nhiều thứ lắm. À thì anh có cây sung thì có cái sung giới thiệu cho em này nhé. Ồ, nhà cũng có cây sung luôn. Tiện đôi đường. À, thế tốt quá. Thôi được rồi. Hôm nay là một cơ duyên nha. Thế là cũng có cái duyên. Thôi được rồi. Đi về đi về xong là có gì thì cho anh xin cái số điện thoại. Lúc nào em lấy được thì giúp anh coi như là vừa giúp anh vừa em vừa bán. Để em đưa số điện thoại của anh nhá. Em mà lo gì em vào về trên kênh em lấy số điện thoại của anh. Ừ đúng rồi, trên kênh của anh có số điện thoại mà. Thôi bây giờ khả năng là mình cũng phải rút quân đi về đâu quý vị ạ, bởi vì là mò cái dao cũng khá là lâu. Áo ướt chật nhất. Thì đi về em cũng đi. Em đi đối đằng đấy đúng không? Tạm biệt các anh nhá. Ừ anh cũng đi về ngày đây. Xe anh để đằng này cơ. Xe em đằng này. Ừ. Ừ. Đấy, đế này. Là anh em mình rất mà chưa biết gì, chưa biết. Mình cũng xin phép kết thúc video ở đây để đi về được quý vị, bởi vì là cũng muộn rồi, cũng không lấy được thêm cái cây an xoa kia nữa. Giờ là hôm nay lấy đại, đại, cầm cầm cái đại. Úi giời, mắc đấy, mắc rồi, mắc vào cái túi rồi. Không cái túi gì chết. Ok. Yeah. Đấy. Thôi có lẽ là mình cũng sẽ xin phép kết thúc video đây. Hẹn quý vị ở những video sau. Trên cái cuộc sống này anh có gì quay tiếp cho quý vị khán giả cũng xem. Mọi người xem thì ủng hộ cho mình cũng như là Ngọc Long TV nhé quý vị nhá. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị nhá. Xin chào quý vị khán giả nhá.